ăn anh mua rất nặng. Đúng rồi, không dành cho người yếu đeo. Đúng rồi. Tại vì em đéo yêu. Ôi thánh thằng ơi. Ê, mày coi thay em tao có vỏ coi. Nó hết xíu quách rồi nè. Cũng xếp tao lợn lấy nha. Dạ 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 dạ. Mày theo tao 3-4 tháng trời đó. Ra thay cái vỏ kìa ông ơi. Là không được nữa tao đá mày đó. Rồi ok. Dễ nhân bánh vậy. Rồi xong đó nghe. Lát nữa người ta lại anh lấy tiền công đi. Em đi vô ngủ à. Thay cho xe nhanh như ăn cơm đi trời. Ôi thánh thằng ơi. Ủa anh hai ơi anh hai, chắc thất nghiệp quá. Không sợ mặn với dân. Tao cũng đang thất nghiệp nữa nè. Không có gì làm chứ, chắc nói lẹ lử đưa quá. Trời ơi là trời, mày nghe tao nói gì không mày? Mày nói đi nghe nè, đây. Tao nói đang thất nghiệp, bây giờ không có gì ăn chứ nè. Trời ơi là trời, mày ngủ hoài trời. Lo suy nghĩ kiếm việc làm coi. Ê, dạo này nghe nói hai mày thất nghiệp phải không? Không mấy qua nhà tao nuôi gà đi, cho gà ăn. Tới tháng tao trả tiền cho xài. Dạ 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 dạ, dạ con đi liền. Mày đi không? Mày ngủ hoài vậy trời. Ờ đi đi đi. Đi đi. Rồi làm gì ở đâu mà bỏ con gà ở ngoài nắng hoài vậy trời. Tao muốn hai thằng mày là ở đây nuôi gà hay là ở đây ngủ vậy? Con gà ở ngoài nắng muốn thành con gà nướng luôn kìa. Ngoài nắng rồi sao? Thì kể nó đi. Ông mướn tôi lại đây cho gà ăn. Chứ không có kêu tôi bắt gà vô đâu. Kể nó đi. Thì đi ra bắt nó vô chứ sao nữa. Hỏi gì nữa. Con gà của ông thì ông bắt đi. Nhiệm vụ của tôi là chỉ cho gà ăn thôi. Ừ. Đúng rồi. Ừ, để tao bắt cho. Rồi hai thằng mày đi về luôn đi. Bây giờ tao mới biết sao mà hai thằng mày thất nghiệp rồi đó. Không cho mặn thôi. Đuổi đi vậy, ngủ tiếp. Cho làm thì thôi đi về. Cuối cùng thì mình gọi nhau là gì? Là bên đó. Ơ, anh hai, làm gì vậy? Thôi, để cái chỗ khác. Tao bị đau mắt đỏ ngàn lây, mày gắng chịu đó. Ý, đau mắt đỏ. Anh hai muốn hết đau mắt đỏ không? Muốn, là cách nào vậy? Gì hả? Ê, ý da. Ôi thánh thằng ơi. Đó, hết đau mắt đỏ liền, thấy chưa? Giờ hết đau mắt đỏ rồi nè, giờ nó mắt đen luôn rồi nè. Alo, Phong hả? Có tiền không cho anh hai mượn 50 triệu coi. Hả? Rồi rồi, qua nhà em đi. À rồi rồi anh qua liền. Nãy làm gì lâu chứ trời. Nãy giờ anh đợi em lâu chưa? Lâu rồi đó. Anh dọn nhà em kỹ chưa? Kỹ rồi. Mà hơi bị dột nghe. Hai lỗ rồi nè. Một đống luôn nè. Dạ đúng rồi. Nhà em dột gì là lấy đất gì đâu cho anh mượn 50 triệu. Ủa thánh thằng ơi. Đừng nói sớm mà không nói sớm đi. Đã tôi qua mắc đạo thì sớm giờ. Chợ thằng này lớn chơi kỳ khâu vui. Hả? Thấy thằng ơi, thằng Phong. Thằng Phong kìa. Bởi chân luôn rồi.
làm gì hả? Tôi đi xả nước mấy ông cố nậu ơi. Trời ơi, lại trả ông nội sao? Thôi, tẩy dùm vô. Tẩy dùm vô. Chú mua tiếp vài tờ giấy số chú. Mày bán số mấy? Dạ số 18 đẹp lắm chú. 18 đẹp quá ha. Đẹp đi bán đi, phải 19 tao mua rồi. Mua tiếp còn 8 đi chú ơi, còn có mấy giấy hết rồi. Uống một cái đi rồi tao mua cho. Dạ không được chú ơi, cái này giao thông dữ lắm, bắt xe con tao nghẹp. Trời ơi mày uống một cái đi, có mất mát gì đâu. Uống một ly đó có thỉnh xài gì đâu. Ừ, uống ly đi, có mắc mẹ đâu sợ. Dạ dạ, vậy để con uống miếng thôi, nghe chú con nhấp môi đâu, con không biết uống nhiều đâu. Nè chú ơi, mua tiếp đâu đi. Trời ơi, uống xong uống hết đâu đi, còn có nhiêu nữa. Đúng rồi, uống hết đi tao mới mua. Trời ơi. Dạ dạ, vậy con uống thêm miếng nữa nha, con đợi đặng con đi bán nha chú ơi, chảy rồi, chảy rồi, giao thông dữ lắm. Mua tiếp chú. Nói chờ thôi chứ có tiền đâu mua. Trời đúng rồi, có tiền đâu mua. Hàm cú nậu rồi nãy giờ uống 2 ly. Không mua tấm nào chứ. Ta lên ta lại tàu lao luôn tấm nậu ơi. Đã mất thời gian của người ta nữa. Gặp hai cha báo đã nói không uống rồi chú uống hoài. Giờ bắt luôn chiếc xe rồi. Không bán được tờ giấy số cho hai cha nữa. Nó rồi không uống rồi chú hoài vậy đó. Chuyện xưa gửi chắc tao mua uống mày ơi. Ai uống thì mà. Anh hai, hai anh em mình hành nghề đã lâu rồi mà tới giờ chưa được lên báo ha. Em ước là mình được lên báo một lần. Mình lên báo làm gì trời. Cho mình nổi tiếng chứ làm cái gì. Người muốn nổi tiếng không? Muốn lên báo không? Muốn muốn muốn. Kèo thấy xe đó không? Ờ thấy xe đó không? Thấy rồi. Lấy xe đây, mày được lên báo liền. Dạ anh hai. Ừ. Ủa, mày lên báo gì vậy? Báo công an á. Trời, trời ơi, trời sao hiểu đi ông Hậu ơi, là trời đi ăn trộm rồi lên báo. Làm gì ngồi khóc vậy anh hai? Vậy tao chơi tao nghèo, không có đáp ứng đủ điều kiện cho nó bỏ tao rồi. Trời ơi, có cái gì đâu, nó bỏ mình đúng không? Mình làm cho có cái động lực kiếm thiệt là nhiều tiền rồi để nó quay lại với mình á hả? Đâu có đâu. Vì sao? Để nữa nó mời đám cưới mình á, mình đi cho nhiều chút xíu. Ôi thánh thằng ơi. Ừ, trời ơi là chả đang buồn gặp mày á. Em ơi nhớ lấy thợ hồ, mai sau em mất mã mồ anh say. Ôi thánh thằng ơi. Đang làm gì anh hai? Tao đang vô nghỉ gà, mày không thấy hay gì còn hỏi nữa. Ủa, còn vô nghỉ viên chi hả? Vô cho con gà nó cứng cáp chắc cái thịt chứ chi mày. Yeah, vậy là nữa mình ăn thịt cho nó dai với anh hai. Ôi thánh thằng ơi. Anh hai. Còn cái gì nữa rồi trời. Cái gì nữa rồi. Ông cha, ông kêu bắt con gà này mà ăn nè. Con gà của ông nuôi mà bắt ăn gì trời. Ông kêu em kêu anh bắt mà ăn đó. Ờ, để tao bắt nè. Tao bằng cho. Rồi, rồi, rồi. Ủa, mà hai mày bữa nay tiện đâu mà mua gà ăn đã vậy? Thì con gà cái máy hồi sáng ba kêu bắt ăn đó. Cái gì? Sáng giờ tao có kêu bắt con gà nào đâu. Ủa sao ông không nói ba kêu? Trời ơi, con gà máy cọp của tao. Ủa
gà dai ngon. Ngon thì hai mày ăn luôn đi, tao no rồi.